Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ dẫn các anh em tham gia sự kiện bốc thăm may mắn từ dự án của DotDeFi nha tất cả các bạn. Thì DotDeFi thì tất cả các bạn ai cũng biết rồi các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay thì các bạn phải theo dõi trên tờ Twitter nè bạn. Với cuộc thi là tờ quyết cho quyết tăng 3 người bạn. Rồi dán địa chỉ nhà xe với bình luận nè các bạn. Thì phần thưởng thì giải nhất thì được 250 cổ phiếu DotDeFi nè các bạn. Giải 2 thì 80 cổ phiếu đó chi phai chi giá là 1.600 đô nè. Giải 3 là 50 cổ phiếu chi giá là 1.000 đô nè. Giải 4 thì 25 cổ phiếu đó chi phai chi giá 500 đô nè. Giải 5 đến giải 10 là cổ phiếu đó chi phai chi giá 200 đô các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay thì các bạn click cho phần link mô tả mình, các bạn mở tờ Twitter của dự án đó chi phai ra các bạn. Các bạn làm theo hướng dẫn mình nha các bạn. Đây. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn like và các bạn đi tiếp với chỉ dẫn cho tôi biết nè các bạn. Các bạn chỉ dẫn các bạn tăng 3 người bạn vào, các bạn test lại nha các bạn. Vì mình đã test rồi các bạn. Rồi dưới bình luận này thì các bạn dán cái địa chỉ email của mình ha. Một câu các bạn trả lời một câu bình luận gì đi, rồi bạn dán địa chỉ email của mình trên chút bullet các bạn trả lời nha các bạn. Thì nó sẽ quay cái đêm vào ngày phần đây mình coi lại các bạn, dự án mình đang mình đốt rồi mình tự quyết cho nên các bạn, dự án vào ngày 18 tháng 3 nha các bạn. Nó sẽ thông báo các bạn, bạn nào may mắn thì mình chúc mừng cho bạn đó các bạn. Vì video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.